Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay tự dưng lại nổi hứng. Nói chung là hôm nay là ngày cuối cùng của mùa 2 rồi. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm một clip của đấu solo về vị tướng Nakaroth nhá. Trang bị của mình như thế đấy, nhưng mà vào trận thì mình sẽ tùy cơ và ứng biến. Ok, rồi có trận luôn. Mình sẽ chơi về vị tướng Nakaroth. Đây có lẽ sẽ là trận đấu trước khi mà được cập nhật mùa giải mới. Ok, mình sẽ cầm Nakaroth và cầm bục phá. Đây, để xem mình sẽ gặp vị tướng nào đây. Đấu hên xui nha mọi người nhá. Mình cũng không biết rõ là vị tướng nào sẽ mình sẽ gặp nữa. Rồi, ok, trận đấu này hôm nay thì mình sẽ gặp về vị tướng Van Helsing. Một vị tướng... theo như mọi người nghĩ thì Nakaroth với cả Van Helsing thì ai sẽ là người chiến thắng? Đợt trước thì mình có cầm Nakaroth và mình đấu solo rồi. Nói chung là đi đánh thường, đấu solo để lấy vàng thôi. Chiến thắng đầu hoặc là những trận 6 trận thắng đấy. Thì mình gặp Van Helsing rồi, ủa nó chua cực kỳ luôn. Vị tướng Van Helsing này nó đánh một cái là nó ngắm thẳng mình luôn. Nói chung là choáng, là mình trừ cái ulti của mình ra mình né được, còn đâu là không né được đường nào hết. Tại vì cứ đứng vào tầm đó mình đánh gần mà, còn nó thì nó đánh xa, cứ bay vào mình nó đánh choáng mình xong rồi nó chạy về. Mình không làm gì được gì luôn. Nhưng mà trận đấu đấy cuối cùng thì mình đã bị thất bại. Ok, để xem trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ thắng hay là thua đây. Đấy, nó cứ đánh, nó đánh tới vậy đó. Ok, đánh không? Bật co không? Ôi dồi ôi, sợ quá cơ. Tớ lại sợ cậu quá cơ. Nào ra đây. Khiểu nhẹ cái nào. Ôi giời, nó lại có bình máu nữa chứ. Mình phải lên cấp 4 được. Ái chà chà, ôi giời, mua tí thôi. Mua tí thôi, làm cái gì đâu mà căng. Căng quá. Ê, đừng. Mình mua khó khăn nữa cơ. Đấy, mọi người thấy chưa? Van Helsing này nó đi đánh bên ngoài yếu nhớt chứ. Vào đấu solo gặp Nakaroth mình sợ khiếp vía luôn. Đấy, cứ lại gần ăn lính là nó phóng. Thôi, em xin lỗi. Em biết lỗi của mình rồi. Anh chàng heo xinh đẹp gái. Đấy, để xem là hôm nay mình sẽ đấu thế nào đây. Để xem mình có, đấy, có ulti rồi đây. Đợt này thì hổ báo này. Hổ báo cáo trồn này. Nào, hổ báo cáo trồn đâu rồi? Rồi. Hổ báo cáo trồn này. Này, hổ báo này, ulti luôn. Choáng luôn cái. Choáng hổ cái này thì choáng, choáng không? Choáng đúng không? Choáng đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Choáng này. Này thì choáng này. Đấy, có ulti là mình sẽ sử dụng khác biệt ngay. Đấy, mình ăn được một mạng đầu tiên rồi. Thì ok, trận đấu này nói chung là mình chỉ để làm clip thôi. Mình sẽ không ăn lính và không đẩy trụ. Mình sẽ đi về. Nói chung là để cho bạn có cơ hội mà lật kèo đấy. Nói chung là làm clip thôi. Nếu như mà mình đánh thường thì mình sẽ cố gắng đẩy trụ và win luôn rồi. Ok. Để xem nào. Đấy, sợi ngon. Nào, đánh nhau tiếp nào. Ui giời, ui hất tung. Ulti. Đấy, ulti được không được luôn kìa. Ôi, thôi. Đấy, ulti không được luôn, nó đánh choáng. Mà mình ulti không kịp lúc và không ulti được luôn đấy. Rất là nguy hiểm. Nào. What the hell. Sao mạnh vậy? Ôi, nó đánh hoài luôn, Nguy hiểm thế không biết đâu cơ chứ. Sao mà. Để mình lên cái đôi giày 2m coi. Cái đôi giày đó nó sẽ bị kháng, bớt bị choáng lại. Nó đẩy trụ mình luôn rồi kìa. Ôi ôi. Sao bạn ấy mạnh thế nhở. Đấy, lên tốc độ chạy đây. Mình sẽ lên giày Hermes. Nào. Này thì hổ báo này. Hổ báo này. Rồi. Choáng đúng không? Bạn choáng tới đúng không? Này thì choáng này. Choáng này. Choáng này. Choáng hổ cái. What the. Trời ơi, hổ báo chết núi rồi ơi. Sao kỳ vậy? Ơi, 540 lận. Choáng lâu quá cơ. Đấy, mọi người thấy chưa? Đừng có tưởng là Nakaroth là dễ ăn Van Helsing nha. Đó là đấu trường 5 năm thôi. Còn đấu solo này thì ôi dồi ôi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như những vị tướng khác đấy. Nó vị tướng khó chịu đấy. Rất là khó chịu đối với Nakaroth luôn. Nó mình cứ bay vào nó làm choáng, nó chạy về bực mình thế không biết. Đây. Rồi, mất choáng rồi. Mất choáng còn lao lên á. Bạn lao lên làm cái gì? Khi mà bạn mất choáng rồi, úi giời ơi, hồi máu. Hồi máu làm sao được? Úi giời, mất choáng, mình chờ là mất choáng thôi. Mất cái chiêu 2 đây. Mất chiêu 2 mà bạn ấy chạy về thì không sao. Mà bạn ấy còn lao lên. Úi giời ơi, sướng nhá. Sướng chưa?
Đấy. Nếu như mà mình biết nói chung là ấy thì cũng dễ chơi thôi, nhưng mà nếu như đánh mà công bằng mà nói thì Nakaroth sợ sẽ không ăn được Van Helsing đấy. Này thì hổ báo này. Làm sao mà choáng được? Làm sao mà choáng được? Ôi mém chết luôn đấy chứ, ở đó mà làm sao? Ở đó mà chém gió. Chém gió tí nó đánh cho thì sấp mặt ra. Đúng không mọi người? Thế mình nói chính xác không? Này 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 này, 9 giây nữa, 9 giây nữa, 8 giây nữa, 7 giây nữa. Chờ chút xíu nữa mình đẩy. Nào, ôi giời ơi, đấy, mất choáng rồi đấy. Này thì hổ báo này, mất choáng là còn hổ báo này. Đây, bạn hổ báo hộ tớ cái. Này thì hổ báo này. Đấy, ngon chưa? Nếu như mà mình đánh thường á, thì mình sẽ đẩy thẳng trụ mình win thôi. Nhưng mà đây là trận đấu làm clip, mình sẽ đánh thêm vài trận nữa để xem. Nói chung là đánh thêm vài hiệp nữa để xem nó sẽ như thế nào nhá. Đấy, nói chung là đánh Nakaroth này. Thôi, không ăn đâu. Ăn cái trụ ngoài thôi, trụ sau không ăn đâu. Ôi trời ơi. Đây, mất cái choáng của bạn con nào. Ôi trời ngon. Đánh nhau đúng không? Này thì đánh nhau này, đánh nhau này, đánh nhau này. Nào, đấy, hộ tớ cái. Rồi, với trận đấu như thế này thì có lẽ là mình sẽ dừng clip ấy thôi. Mình sẽ win thôi. Nhưng mà thôi, cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa đi ha. Cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa đi. Mình sẽ không đánh chủ nữa. Đánh gần nữa thôi, đi về, đi về, đi về. Nếu như mình đánh đẩy thằng chủ là win rồi đấy. Nhưng mà thôi, để cho cơ hội một trận nữa thôi. Xem bạn ấy. Đấy, bạn ăn lính cho nó bằng tiền đi ha. Nếu mà đánh solo thì có nghĩa là phát đấy mình đã thắng rồi. Nhưng mà mình muốn cho bạn ấy thêm một cơ hội nữa để xem nào. Thực sự ra mà nói thì mất choáng rồi nhá. Làm cái gì nhau? Đánh nhau, quánh ông, quánh ông, quánh ông. Rồi, hết cơ hội. Nào. Ồ. Thế mà không chết. Mình chết luôn mới ghê chứ. Rồi, mình cho bạn ấy cơ hội nhưng mà bạn ấy sẽ không cho mình cơ hội đâu. Vâng. Một cái kết khá đáng tiếc. Ôi ôi, thua luôn. Nhưng mà không sao, đánh thường mà. Thua đâu mất gì đâu. Rồi, mình cũng xin dừng clip đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhá. Nói chung là pha vừa rồi mình ngáo quá, không thắng đẩy trụ mà thắng luôn. Nhưng mà nói chung là làm clip mà. Nếu mà thắng được thì nó quá đơn giản thôi. Đánh để sâu này bằng tiền nhau nó sẽ khác. Ok.